Rồi bắt đầu nữa.
mình hai kèo rồi đấy anh Nam Dũng. Rất là quý thương năm nào. Ra dùng giá ngày qua luôn. Chào các anh chị ha, để xíu đi chọn chỉnh lại cái máy chiếu đó, nó bị gì nó không có vô được. Chị đợi xíu nha, cái máy chiếu nó đang khởi động lại không bị gì luôn. Kỳ quá, máy chiếu này bị gì kỳ quá. Vô cái này vô liền, hay quá. À,
thích người già hay sao á. Rồi, cảm ơn Sơn nhiều. Sơn đụng vô cái khác liền. Rồi, xin chào các anh chị ha, đang coi live stream. Quay trở lại tuần lần thứ hai rồi, lần trước á, rồi chúng ta lại tiếp tục bị dính một lệnh đúng không chị? Mình bị cái lệnh gì ha, anh chị? Anh chị điền vô cái bảng kết quả này đi nha. Coi như là hiện tại mình đang âm 130 bếp á. Nha anh chị, điền vô anh chị nào á mà điền có giao dịch sản phẩm GC của 10 tay á, ha mình bay lên mà dính nó dính stop loss xong rồi nó liếm mình cái nó chạy lên luôn. Đúng lại TP luôn của mình luôn, lên 140 luôn. Để phải chịu thôi, thị trường thì không nói được trước ha. Anh chị nào mà coi livestream mà có vô lệnh đó nhớ điền giúp trọng nha. Cái phần lỗ này 50 pip vô nha. Lỗ thì ghi lỗ thôi. Thì nè đúng rồi, 160 bếp nhưng mà cái bữa 8/1 á là cái ăn 30 bếp lại thì mình còn có 130, đang âm 130. Hôm nay là mình đánh 3 kèo ha, cái kèo đầu tiên á là kẹt sơn thép nè, mình ăn 30 bếp rồi, sau đó là hai cái kèo GZ hai ngày liên tục luôn, nó lên nó dính mình bay lên nó xuống với stop loss mình lệnh đầu tiên, rồi sau đó ngày hôm sau là mình bay lên tiếp dính stop loss nữa ngay điểm stop loss luôn và nó chạy lên luôn tới giờ luôn. Rồi hôm nay anh chị có sản phẩm này dịch không, có ai có sản phẩm nào không chia sẻ cho trọng với anh em đi. Anh chị điền vô chưa? Anh chị điền vô rồi, anh chị comment số 1 nha. Anh chị điền cái sản phẩm mà mình bị stop loss á. BAU, rồi, còn ai nữa không? BAU còn ai nữa không nào? Có ai hôm nay đánh G không? Có ai hôm nay đánh những sản phẩm liên quan tới G không? À, Cường ơi, cái vàng á, Cường nó có một cái vùng cản là 1287 á. Nếu mà mình sell á thì nó phải qua lên cái khúc đó là 1287 tới 1277 á, là cản ngay đó, nên là nếu sell mình phải lưu ý chỗ đó dùng ha. Sao anh chị, hôm nay có sản phẩm này ra đánh giờ không? Rồi nay á, nếu mà anh chị nào á mà mình, tại vì anh chị biết rồi, G nó đang cái vụ Brexit á, ha, đang cái tin về Brexit nên khả năng cái G nó đang yếu hơn yếu rất là nhiều, nên á, ngày hôm nay mà anh chị nào á mà mình chấp nhận rủi ro đó thì mình sell ha, sell G, GN, G New Zealand, G New Zealand luôn ha, vô dùng giá hiện tại luôn nè, 1.883 nè, giá hiện tại luôn. Sell. Đây
Tại vì á anh chị biết sao không? Tại sao mà ngày hôm gờ nó yếu thì sao? Tại do là cái khả năng á gờ là nó không, bà May á, bà thông qua với Quốc hội á vấn đề về Brexit á nó khó xảy ra đó. Tại vì nếu mà thông qua như vậy, tại vì những điều khoản của EU á nó áp lên nước Anh đó, là khi mà chấp nhận cái những điều khoản đó thì nước Anh phải đền cho EU là 45 tỷ euro. Thì đó là lý do, thì các anh chị thấy là nước Anh đó, nó đâu có đơn giản gì nó móc 45 tỷ ra nó đền đâu. Đó nên là cái thỏa thuận giữa, tại vì bà May mới đạt cái thỏa thuận đó với EU, nhưng mà bà May á bà phải về quốc hội của bà. Bà lại trình lên quốc hội mà quốc hội nó có thông qua hay không á là cái việc tính xa. Mà anh chị thấy không? Bên Anh nó có hai cái đảng, một cái đảng của bà May và một cái đảng đối nghịch, mà các bạn đảng đối nghịch nó đã không chịu cái vấn đề về Brexit rồi. Mà trong nội bộ cái đảng của bà May á, thì nó lại phân ra hai nhánh nữa, là nhánh ủng hộ và nhánh không ủng hộ. Nên cái xác suất mà để mà thông qua đó thì trọng thấy á, là nó khó, thật sự nó rất là khó. Nên là khả năng cái đồng gờ nó sẽ bị yếu đi ha. Nên ngày hôm nay á, nên các anh chị nào mà đang có lệnh mà giao dịch nó có lệnh gờ đó, thì ưu tiên á, mình sẽ sell gờ ha, các sản phẩm có gờ mình sell hết. Nhưng mà nó sẽ có rủi ro anh chị biết sao không? Tại vì á, nói với tin mà mình đâu biết đâu có đầy ra này gì, mình dự đoán kịch bản sẽ ra thôi. Tối hôm nay á, là mình mới biết được chính xác là nó có bỏ phiếu nó không qua được vấn đề hay không. Đây là mình đánh sớm luôn nha anh chị, sẽ ăn nhiều đó nhưng mà nó sẽ bị rủi ro cũng nhiều luôn nha. Khi mình đánh mình phải cân khối lượng, không cái này là thực tế thôi, rõ ràng là vậy. Thì có sai giọng nói vậy thôi, chia sẻ với anh chị thôi ha. Rồi anh chị vô lĩnh này chưa? Nếu mà anh chị nào vô lĩnh thì comment số 2 nha. Comment số 2 giọng biết nha. Nếu mà anh chị thấy mà ví dụ rủi ro quá mà đứng ngoài cũng được, không sao ha. Nếu mình thấy mình cảm giác mình vô mình không có tự tin thì mình đứng ngoài thị trường ha. Nếu mình không tự tin thì đứng ngoài. Còn nếu mà mình tự tin mình vô thì ok, thì comment số 2 nha. Dạ. Ok anh chị ha. Rồi nè, bây giờ là shop lót mình đặt ở đâu? Stop loss là 1.898 nha. Stop loss là 1.898. Stop loss là 1.898. TV thả tự do nha. Nay anh chị thả tự do, chị muốn cắt đâu cũng được ha, nếu đúng chiều. Nhưng mà tối đa thì không nên quá 100 pip nha, không có tối đa không quá 100 giá nha anh chị. Nếu mà anh chị để TV đó thì anh chị để ở dùng giá này nè.
1.868 á, TB á, 1.868. Cho nó một chút nha anh chị. Ok, hôm nay mình đánh thằng tinh gờ đó thì nó sẽ chạy biết rất là lớn ha, nên biên độ mình phải để nó cũng dài hơn, TB thì nó cũng nhiều hơn. Nếu tối nay những cái mình cũng toán nó đúng á thì mình sẽ ăn nhiều hơn, còn ngược lại thì chị cũng biết rồi ha. Rồi ok, vậy mở ra cái bảng này nha, cái bảng kết quả kinh doanh nè. Hôm nay ngày 15 tháng 1 2019. Anh chị mở cái bảng này ra nha, anh chị mở cái bảng cái bộ kinh doanh nè, mở cái bảng này ra, điền vô ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 2019, sản phẩm mình là bảng Anh với New Zealand ha, mình sale ha, dùng giá là 1.883, stop loss là 1.898, TP thì thả tự do luôn, anh chị muốn nhiêu cũng được, nhưng mà tối thiểu á là phải 30 bếp trở lên nha, chứ đừng có ăn 10 bếp rồi ra nha. Bình thường á là lệnh khoảng 30 bếp, nhưng mà hôm nay tin nó quan trọng ha, biên độ sẽ dao động rất là lớn đó, nên các anh chị có thể là mình sẽ cơ động cái TP của mình ha, mình không nhất thiết là có thể là vì nếu mà trường hợp hôm nay nó đúng theo xu hướng của mình phân tích á thì nó sẽ đi nhiều, thì không thiết mình phải giới hạn cái mức lợi nhuận của mình nha. TP giọng có để cho nó luôn các anh chị. Anh chị cho cái bản game nè, có để TP luôn nè. Anh chị cứ để thoải mái đi, hôm nay mình cho TP nó thoải mái luôn nha. Anh chị nào vô cái lệnh này rồi á, thì cái bản này xong rồi, còn mấy số 3. Lưu ý với anh chị hôm nay á là cái tin của Brexit á nó ảnh hưởng tới Euro nữa đó nha, chứ không phải là ảnh hưởng tới ông G không đâu. Anh chị nào mà chơi á, đang chơi có Euro có G đó, thì lưu ý mình chỉ chọn một trong hai ông thôi, đừng có chơi hết cả hai nha, chọn một trong hai thôi. Tại vì G với Euro là nó hai đứa nó là nó gần nhau mà, nên ảnh hưởng nhau ghê gớm đó. Thằng Brexit thì cũng liên quan tới hai đồng chí này, nên là các anh chị các sản phẩm có Euro có G mình lưu ý mình chọn một trong hai, có thể chọn G thì nếu nó chạy được á thì ok, nó sẽ chạy mạnh hơn rất là nhiều. Còn đối với các anh chị mà đang sell vàng á, anh chị còn định vàng hay gì đó thì anh chị nhớ dùng giá là 1287 nha, cái vùng cản cái đó. Nếu mà mình sell trên mình sell xuống mình để tới đó cũng được, mà không thì nó phải vượt qua được cái vùng là từ 87 tới 77 thì nó mới xuống nữa, còn nếu không vượt á là nó sẽ dậy lên lại. Rồi anh chị đi số 3 chưa, đi số 3 vô nha. Vô lệnh rồi thì điền số 3, điền xong cái bảng luôn ha. Được anh.
GU ok. Nhưng phải xem thằng đô nữa, thằng gà nữa, hai cái phải bị cân. Nếu mà trường hợp mà nay nó nhiều tin quan trọng quá vừa đối với thằng gà với xích á, thì cái thằng đô nó khả năng nó cũng tăng đó. Sơn Nguyễn hả? UCF. Các anh chị cứ điền, anh chị cứ comment và chọn phân tích cho anh chị khoảng 3 sản phẩm ha. Anh chị cứ comment cái sản phẩm mình đi rồi chồng sẽ hỗ trợ cho anh chị xem cái sản phẩm đó mình có khả năng vô được hay không ha. Nói chung á, đối với G đó, các anh chị G thì ưu tiên á, là sell nhiều hơn chứ không có buy nha. Các anh chị nào đánh, thấy có anh chị hỏi GU nè, rồi GZ nè, anh rơi hả, Úc với Đô có hình lên C3 anh Trọng ơi. Rồi từ từ để xíu, anh chị comment đi Trọng thống kê chưa, rồi Trọng phân tích giúp cho anh chị nha. Cái thống kê đi, thống kê lại coi, mình gom lại anh em coi có trùng sản phẩm hay không, rồi bắt đầu mình tiến hành phân tích luôn. Ở đây là có GU nè, U kẹt nè, UCF, GZ, rồi AU, rồi còn ai nữa không, sản phẩm gì nữa không, thêm một sản phẩm nữa thôi nha anh chị, anh chị comment cho chọn đi một sản phẩm nữa. Các bạn nào mà nói hàng AU nè, AU á mà IC3 đó, cái này á thật sự nếu mà mô hình được IC3 thì nó sự cũng không đẹp đâu, không phải là IC3 chuẩn đâu. Nhưng mà thêm một cái lưu ý nè, các anh chị thấy trên đây nó có mây Chimoku mây ngày, nên anh chị thấy mấy cái nến trước, hai cái nến trước đó, nó lên tới đây là nó không có lên được nữa, nó bị mất cái lực rồi, nó đang bị dùng cản như đây rồi. Nên bây giờ nếu ông này nó có thể là in C3 đi thì thật sự là nó đã đụng cản rồi, nên mình không có buy được ông AU nha. Các bạn nào nè, bạn Hanh Dry gì nè nha, bạn in C3 thì thử cái này, in C3 nó không có đẹp nha. Nếu mà nhìn cái này không có in C3 đâu, xác định nó bị sai rồi đó. In C3 cái nến mẹ nó phải dài chút nữa nha, cái nến con á, cái nến đỏ nè bạn thấy không, cái nến đỏ là nó phải nằm trong lòng luôn thì mới gọi lên C3. Nhưng mà ví dụ bây giờ bạn nói ở đây là C3 nhưng mà ở đây cản rồi, bạn bay lên không được nữa, nó yếu rồi, cộng thêm gì thằng đô nó đang mạnh lên thì nó làm cho sản phẩm mày nó đang đi xuống. Khi mình chơi là mình phải cần trợ lực của thằng đô nữa, nếu đối với bạn bay cái sản phẩm AU này. Nhớ cố gắng giúp Trọng nha, là nhìn cho nó chuẩn chút xíu, cái mô hình nó chuẩn chút xíu, đừng có nhìn nó hơi mé mé, nó không có đúng đâu. Hà là mình nhìn mình thấy nó không có chuẩn hết á thì mình bỏ nó qua luôn, chứ đừng có cứ nghĩ là
nhìn nó gọi là trên xe qua mình cứ đấm vô là bị chết ha. À, với hai nó là có thêm cái dùng cản nữa. Nếu mà có xài Kibuku á, mình đây là cản ngày luôn nha, cái may mấy ngày luôn nên nó bự lắm ha, nếu không có lụng lụng qua nổi nè nha. Rồi thêm thằng đô đem mạnh lên nữa. Đô nó mạnh lên thì nó làm cho sản phẩm này nó phải chạy xuống. Anh chị thấy nó đang xuống nên là mình bay lên cái nó rủi ro sẽ cao hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ GU. Ok, GU nha. Rồi tiếp sản phẩm GU nè, đối với phân tích kỹ thuật á, ngày hôm nay á, thằng G đúng không, thằng G hiện tại nó đang yếu ha, thằng đô nó đang mạnh nên sản phẩm GU á là cái xu hướng nó sẽ đi xuống nhiều hơn là đi lên. Cộng thêm gì, đây là nó có cái vùng cản Fibo nè, giá nó không phá được nè anh chị, nên ở đây á, các anh chị có thể đầu tiên nghe dòng phân tích trước. Tại vì bây giờ là mình tính nhìn sơ sơ thôi, những phân tích về cái cơ bản thôi, những cái ủng hộ cho nó là thằng U nó đang tăng và thằng G nó đang giảm. À, thì sản phẩm này đầu tiên là nó giảm nè, để xem coi khúc dưới đây nó còn cái vùng cản gì hay không nha. Rồi mây á, mây nè anh chị thấy không, gỡ lên đây nó đang bị mây trên đây nó chặn lại, thì đây là cũng là một vùng cản nè. Nên thật sự á, theo như mình phân tích á, như trọng phân tích là thằng G đó là khả năng nó xuống nhiều hơn nó lên, nên là nếu mà ai á đánh G thì sell GU chứ không có buy GU nha. Nhưng mà anh chị nào đang sell GU á, thì lưu ý giúp là cái dùng giá, giúp chọn dùng giá là 1.280, có một cái cản là cản tuần. Rồi Ichimoku nó cũng ngang đây luôn, Bullishband, nên là cái cản này khá là lớn nè. Nếu mà xe số có thể mình TV ở đây, ai đã lũng qua đây mình tính tiếp nha. Đối với GU GU là ưu tiên nha, ưu tiên sell với sao G không? Bây giờ đô nè. Anh chị thấy không? Bây giờ nè, mình xem coi mình mở qua thằng đô coi sao. Anh chị thấy là thằng đô cứ đen nét nó đang tăng nè, thấy không, thì có nghĩa là ông đô nó đang mạnh lên nè, và thằng G vậy nó đang yếu thì suy ra vậy cái hông này sẽ giảm nha. Ui, nét đang tăng nè, anh chị thấy không, nó tăng lên nè, G nó đang giảm nè, thì có nghĩa là gì ha, hai ông này thì suy ra là thằng E này là nó giảm, thì nghĩa là sản phẩm là GU nó đang gọi là nó giảm nhiều hơn là tăng. Cộng thêm gì, nó có cản phía trên nữa.
Rồi ok anh vậy ha. Nè thấy không, cản nè, may nè, cản luôn luôn hết. Rồi ưu tiên là xe GU nha, không bay GU nha. Rồi qua sản phẩm G luôn. Rồi ok. Lưu ý nha, thằng G đó, nó hiện tại là nó vẫn đang hợp đó, nên là có khả năng á, đây là nó sẽ biến chuyển rất là nhiều, nên mình không có chính xác 100% được cái gì thật cả. Nên anh chị vô những cái lệnh mà có G ngày hôm nay mà tính toán khối lượng hết. Rồi u kẹt, rồi có một bạn u kẹt nè, rồi để phân tích u kẹt luôn. Đây đối với anh u kẹt anh chị thấy không, hiện tại là thằng đô á, thằng đô nó đang tăng ha, nhưng mà trọng thấy thật sự sản phẩm này á, đối với thằng ai mà chơi có Canada thì nên nó có tin ra đó, thì mình đánh nó vẫn tốt hơn, tại vì thường cái biên độ nó dao động rất là nhỏ, nó không có nhiều, tin ra nó chạy mới mạnh thôi. Hy vọng ngày hôm nay thằng đô nó tăng á thì nó sẽ kéo sản phẩm đi theo. Các anh chị mà quá trình mình chơi á, mình lựa lọc sản phẩm ra, mình không có nên là vô hết tất cả các sản phẩm mà nãy giờ phân tích cho các anh chị nha. Mình dồn cái vốn của mình vô một cái sản phẩm thôi, đừng có chia ra tùm lum, tại vì ông này ông ảnh hưởng ông kia tùm lum hết, nên nó làm cho cái tài khoản mình nó loạn lắm, nó rối lắm. Ví dụ như mình đánh vào sản phẩm mình bị stop loss thì mình sẽ bỏ qua mình để sản phẩm khác, chứ lúc mà vô mở lên nguyên cái tài khoản mà tàn quá cho lệnh luôn, đủ thứ sản phẩm hết. Rồi cái đó là anh chị chỉ có lựa những lệnh lời chị cắt thôi, chị hết phân tích luôn rồi nha, nhớ nha. Rồi ok, u kẹt thì giờ mình hạn chế giao dịch đó, tại vì nó chạy theo tin Canada, mà hôm nay anh chị thấy Forex Factory nó không có tin. Chị thấy không? Forex Factory không có tin, mà tối nay là Mỹ nó có tin nè. Nè Mỹ nó có tin là PPI lúc 8:30 nè, dự báo nó là xấu. À nên mà phải xem, nếu mà chị nào giao dịch sản phẩm có nó có đô á thì mình lưu ý cái sản phẩm cái lúc 8:30 nè. Có tin của đồng đô. Nhớ nha. Rồi UCHF. Đây UCHF á, anh chị thấy nè, trước đó là những cây nến á, nó đi á, ngang nhau nè, à, thấy không, và trên đây gì nó có một cái dùng cản tháng trên đây. Nếu mà anh nào mà đang bay UCHF á thì lưu ý nha, sản phẩm này gần như là không bay được, không giao dịch được luôn. Nó có dùng cản là 0.987 nè, anh chị thấy không, một nùi trên đây luôn nè, xài bypass nè. Thì ở đây là trọng đang xài công cụ là bypass nha, nó dính quá trời đất ở đây luôn, nên anh chị bay lên nó hiện chị thêm từ cái điểm này anh chị vô nè,
là thôi dù anh chị vô lệnh này đi là 0984 thì cho 85 luôn, thì lên tới đây nó có 20 bếp rồi, thì nên không nhất thiết phải rủi ro làm gì đó, coi như bỏ qua sản phẩm khu xưởng khác luôn nha. Rồi tới phiên anh đau khổ đây, anh GZ. GZ rồi ông tới anh GZ nè. Anh chị thấy không, đây biểu đồ ngày nha, mình vẽ fibo ra thì ông GZ ông đang chạy trong biên độ là 139 tới 140, thì cái dùng giá hiện tại hôm nay chạy là lửng lửng khúc giữa nè, rất là khó xác định nha, tại vì thằng G hôm nay nó là ảnh hưởng tiếp tin của nó nữa, nên là mình có thể né ông này ra không được mà đánh sản phẩm khác, tại vì tín hiệu nó không có đẹp. Trước đó là như thế là nó chạy ngang 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 rất là nhiều nè, hôm bữa mấy lệnh G của mình nhớ không, mình bị không nè, anh chị thấy đợi stop loss nè, nó vừa liếm stop loss vừa liếm luôn, nó chạy lên đó, nên là ông G hôm nay đang nằm lửng lửng khúc giữa, thì nên là mình né G GZ ra sản phẩm này nha. Rồi ok, xong rồi đó. Đó là những cái lưu ý các anh chị mà khi mà giao dịch ngày hôm nay là tin Brexit có G. G thì ưu tiên sell hơn là buy nha, những sản phẩm có G ưu tiên sell. Đó là những cái lưu ý tối nay, bây giờ hiện tại nó đang hợp đó, nhưng mà có thêm một cái anh chị thấy là ECB Euro nó cũng hợp nè. Ông chủ tịch ECB là ông sẽ phát biểu nè, ông nói là mình không biết ông nói cái gì trong cuộc họp, trong cái bài phát biểu ông nói gì cái gì luôn ha, nên là các anh chị thấy là cái giờ nè mình lưu ý ngày hôm nay đó là một là mình đánh Euro, hai là mình đánh G, tại vì G nó nói chung nó rõ hơn so với Euro, tại vì trong quá trình nhiều khi đó, mình đang bây giờ sản phẩm Euro mà ông này ông nói có những thông tin bất lợi cho cái chiều của mình đang chơi thì nó không có tốt, thì mình cứ ok đánh những ông có gà, thì gà hiện tại là nhà đầu tư đó, họ vẫn đang đặt cược nó là nó yếu à, họ đang đánh nó xuống nhiều lắm, nên coi mình cứ theo thị trường đi, thị trường chạy đâu mình tính đó ha. Đó thì đối với nốt lại là nè, 8:30 nè có đồng đô nè, 10:00 có ECB, nên ngày hôm nay thực sự các anh chị chơi ngày hôm nay rất là khó chơi nha, chứ phải không bàn những tin quan trọng không. Lên rút xuống anh chị thấy không, nó chạy lên chạy xuống nè, hôm nãy nó xuống mà giờ nó chạy lên lại nè, đó thằng G bây giờ nó đang bất ổn, nhà tư họ ra mua ra vô é vô, nên là mình chơi cái sản phẩm này á là mình phải tính toán cái rủi ro rất là nhiều. G ăn thì rất là dữ, nhưng mà nó chạy cũng kinh lắm, nó ngược xu hướng cái là cũng mệt mỏi luôn nha, nên là khi ngày hôm nay mình chơi mình phải tính toán khối lượng nó phù hợp với mức chịu đựng của tài khoản mình.
Tại mình chơi cái này mình chơi đường dài mà. Rồi. Rồi ok anh chị ha. Thì coi như là hết cái sản phẩm của anh chị yêu cầu rồi. Thứ hai cũng 5 giờ rồi. Thì cái buổi livestream hôm nay dùng kết thúc ha. Thì chúc anh chị may mắn trong cái lệnh gọi là sắp tới nha. Rồi xin chào các anh chị, bye bye.